Sáng ngày 26 tháng 7, chuyến tàu SE14 xuất phát từ ga Sài Gòn chở theo 814 hành khách là công dân tỉnh Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh đã về đến Hà Tĩnh an toàn. Đây là chuyến tàu chuyên biệt đầu tiên trong kế hoạch đưa công dân Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức 2 điểm đón công dân tại ga Hương Phố, huyện Hương Khê và ga Yên Trung, huyện Đức Thọ. Tại đây, các công dân được cán bộ y tế đo thân nhiệt, khử khuẩn hành lý, sau đó họ được ô tô của các địa phương đưa về các khu cách ly tập trung để cách ly 14 ngày và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ tư. Các phương tiện vận chuyển công dân đều được phun khử khuẩn. Về đến quê nhà, các công dân phấn khởi, xúc động khi được quê hương bố trí tàu và các phương tiện đón họ trở về miễn phí, tận tình, chu đáo, an toàn. Dự kiến sắp tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thuê tàu hỏa đón công dân Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về.